Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ. Trước tiên thì Rachel xin được gửi lời chào đến CEO Thiêm Đỗ Nha Khoa. Dạ, thưa kính chào quý vị cũng như là chào Rachel. Chúc quý vị có ngày hôm nay thật vui và khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Trước khi vào chương trình thì quý vị thấy cái chủ đề của ngày hôm nay là chúng tôi sẽ nói về ngủ nghiến răng, và đồng thời nữa là anh Thiêm Đỗ sẽ chia sẻ về cái đồ mà bịt miệng hay là cái mouth guard để mà buổi tối ngủ giúp cho đỡ nghiến răng hay là không có bị hư răng. Nhưng mà trước khi vào vấn đề đó thì có một cái này nhẹ thôi là quý vị xem chương trình của anh Thiêm Đỗ, thường thường ảnh nói về nha khoa, nhưng mà có một cái video ảnh nhận xét về chuyện thời sự thì phải nói rằng là quý vị khen anh rất là nhiều và người ta rất là thích cái cách anh chia sẻ, tại vì cái góc cạnh của anh là lính. Cảm ơn Rachel cũng như cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Rachel, chương trình Việt Mỹ. Quý vị có thể thấy được nhiều cái ánh nhìn khác nhau từ bác sĩ Lim cũng như là từ như Tim. Thì hy vọng được chia sẻ được một phần vấn đề hay là một phần mà suy nghĩ góc nhìn khác nhau. Thì hy vọng mình cùng nhau để mà có những cái ý hay và cái những cái lời đẹp để mà mình cùng nhau để mình đưa cái xã hội này tốt đẹp hơn, để có cuộc sống positive hơn. Yeah. Dạ rồi, và bây giờ thì tại sao mà Rachel chọn cái đề tài là ngủ nghiến răng, là có vài vị khán giả đặt câu hỏi cho chương trình y khoa cùng với giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm liên quan đến là: quý vị ơi, con của tôi ngủ nghiến răng mà bây giờ nó lớn rồi nó vẫn nghiến răng thì làm sao để cho hết. Thì bác sĩ Liêm, cái đề tài này là do bác sĩ Liêm đề nghị là nói rằng chắc có thể next time nói chuyện với Thiêm Đỗ, có thể nhờ Thiêm Đỗ nói về cái đề tài này. Rachel xin mời anh Thiêm Đỗ chia sẻ về vấn nạn của ngủ nghiến răng, và đồng thời nữa là ở bên văn phòng nha khoa thường thường người ta có những cái dụng cụ gì hay là có những cái máy gì để mà giúp cho vấn đề ngủ nghiến răng hay không, mời anh. Rồi, dạ, cảm ơn Rachel cũng như là cảm ơn bác sĩ Liêm cũng đã đưa cái câu hỏi này qua bên văn phòng nha khoa. Thì theo như kinh nghiệm của các bác sĩ nha sĩ cũng như là bên ngành nha khoa thì nó liên quan tới răng, câu hỏi này nó cũng hợp lý. Ở bên này thì thưa quý vị biết là nghiến răng là gì rồi, thì giống như là mình răng của mình cắn lại và nghiền qua nghiền lại, mà trong cái nghiền đó không có đồ ăn, trong cái nghiền đó mình không có cái lý do nào để mình nghiến cái răng đó, thì có nghĩa là cái nghiến răng đó là do tác động bởi sự căng thẳng hay là tác động bởi giấc ngủ của mình, và những cái cơ hàm của mình nó sẽ vì cái sự căng thẳng, cái stress hay là như vì cái thói quen mà mình ban ngày mình có nghĩ về nó hay là những cái gì đó mà làm cho mình ảnh hưởng tác động tới cái tâm lý tinh thần, thì ban đêm sẽ có những cái trường hợp nghiến răng. Thì những người làm cho rất là khó khăn cho những người ngủ kế bên của mình, tại vì cái sao cái âm thanh của nó rất là nghe kèn kẹt, rất là sợ hãi giữa ban đêm, hoặc là ban đêm nó đã im lặng rồi mà mình nghe nghiến răng nữa thì nó hơi không có được dễ cho cái người ngủ kế bên ha. Thì mình nghiến răng mà không có đồ ăn, không có gì hết, ban đêm nằm thì mình cần phải bảo vệ nó. Thì những cái mà chuẩn đoán của bên nha khoa thì cái lúc mà mình đi khám răng hàng năm thì nha sĩ sẽ chụp hình x-ray và nha sĩ sẽ nhìn visual observation, là nhìn trên cái kính hiển vi để nhìn thấy cái mặt bề mặt của cái răng khớp cắn. Cái bề mặt của cái răng khớp cắn lẽ ra nó phải có những cái viền, cái vân hoa của cái răng lồi lõm như cái đồi núi lõm chõm, thì nó mới cắn thịt và nghiến thịt, nó mới nát, nó mới tan, nó mới mềm, nó mới đứt. Còn trong trường hợp này thì cái nghiến răng nó sẽ làm mòn đi cái mặt bề trên của cái răng. Anh muốn hỏi Rachel là Rachel có bao giờ nghe hay là thấy hay là có người mà nghiến răng đấy hay chưa? Thú thật là có. Đối với người lớn mà ngủ nghiến răng thì em chưa có nghe, nhưng mà ngay trong nhà em có con bé giữa, buổi tối tại vì cái phòng em để cái master cho ba chị em nó ngủ, thì lâu lâu em cũng phải ngủ chung với mấy đứa nó, thì mỗi lần một buổi tối em ở lại thì buổi nửa khuya là nó có nghiến răng, con bé giữa, cho nên em có nghe. Nếu mà con em của mình còn nhỏ mà nghiến răng thì mình phải kiểm tra lại trước cái lúc mà các em nghiến răng nó là cái lúc bao nhiêu tuổi, và lúc đó thì các em tại sao không nghiến răng mà bây giờ thì lại nghiến răng. Thì mình phải nói chuyện với các em thử coi nó có sự căng thẳng gì ở trong tâm lý mỗi ngày,
đi học, căng thẳng về bài vở hay là thi, hay là cô giáo hay là bạn bè, thầy cô giáo hay là bạn bè, hay là những cái gì đó mà làm cho các em có những cái sự suy nghĩ để căng thẳng ban ngày, để mà dẫn chứng tới ban đêm. Cái cơ hàm của các em phải lúc nào cũng tension, có nghĩa là lúc nào cũng phải gồng lại, nghiến lại để cho cái sự vừa cái cơ hàm ngay đây và vừa cái muscle ngay ở trên cái màng tang của mình ở đây nữa. Thì đó là những cái mà mình muốn cho nó co giãn chứ không phải lúc nào cũng co. Thì cái đó là cho các em thì cũng như người lớn thôi. Thì cái sự căng thẳng của người lớn cũng như các em thì ban ngày thường là có những cái đó, thì ban đêm nó sẽ trở thành cái thói quen. Và mới lúc đầu thì nó thói quen nó rất là nhỏ, rất là nhẹ, không có nhiều, nhưng càng ngày nó càng lớn lên, càng lâu hơn, càng lớn lên, càng mòn răng hơn. Thì bên ngành nha khoa thì có những cái nine guard, mình gọi là nine guard. Cái nine guard này nó khác với cái mouth guard. Cái mouth guard là cái dùng để bảo vệ cái hàm răng mình. Cái lúc mà những võ sĩ lên khán đài, những em chơi thể thao mà có contact, là có nghĩa là đụng chạm tới cái răng, thì mình bảo vệ cái răng cho nó đừng có cắn lưỡi, cũng như là đừng có gãy răng, là những cái lý do đó gọi là mouth guard. Thì cái mouth guard không cần phải là nó fit on với những cái răng, nó chỉ là một cái đồ để cắn xuống thì nó vừa đủ cái vòng cung ở trên, nó bảo vệ răng trên và bảo dưới thôi. Thì cái đó thì mình có thể mua ở trên Amazon. Còn cái nine guard là cái mà phải custom cho mỗi người. Thì các em lúc mà đi vô nha khoa, văn phòng nha khoa thì bác sĩ sẽ chuẩn đoán được cho cha mẹ phụ huynh hay là các em người nào mà đã có cái sự nghiến răng đó, thì sẽ đề nghị là mình đang bị nghiến răng mà mình không muốn ảnh hưởng tới những cái răng của mình. Tại vì nghiến răng nó sẽ dẫn đến hao mòn, nứt răng, rồi ê buốt, rồi sẽ cái khớp cắn của mình sẽ không tốt, và càng lâu sau này thì càng tốn tiền nhiều hơn nếu mà mình không có chữa trị từ lúc đầu. Thì mình phải làm những cái chám răng bằng composite lúc mà mới đầu hơi nhẹ nhẹ. Sau đó mà nếu quá nặng rồi thì lúc đó sẽ trở thành sẽ làm những cái sứ, nguyên cái sứ bọc lên, thì lúc đó mình phải mài cái răng để mình bỏ cái sứ lên, thì đó hơi xa rồi, nó không tốt cho cái răng của mình rồi. Tại vì mài răng dĩ nhiên là nó không còn theo cái răng original của mình nữa, thì nên mình phải tránh, mình không nên để tới cái giai đoạn đó. Rồi thì để chữa trị nó thì phải làm composite để đắp lên cái mặt răng và làm cái custom mouth guard. Cái mouth guard này là cái nhựa trong, nó sẽ đi fit với cái răng của mình luôn. Cái răng của mình nó như nó lồi lõm sao, hay là cái răng của mình cái cao cái dài cái thấp làm sao, thì cái nine guard này nó sẽ custom cho giống cái của mình. Thì lúc mà mình ngủ á, hàm trên và hàm dưới đều gắn gắn vào. Mình gắn vào thì cái lúc mình nghiến răng thì nó không còn tạo âm thanh nữa, thì nó không có lung lay cái răng, nó không mòn chân răng hay là mòn ở trên bề mặt của cái răng, sẽ bảo vệ cái răng mình nhiều hơn. Thì cái đó là cái giải pháp thứ hai. Ngoài ra là ban ngày mình biết được là mình căng thẳng thì mình phải tìm một cái relax trước khi mình ngủ, như là mình nghe nhạc, những cái nhạc như meditation, những cái nhạc mà nước suối róc rách, tiếng nhạc đu đưa, hay là những tiếng nhạc có dế kêu, hay là những cái tiếng nhạc nào mà nó làm cho mình comfortable để mà mình nghe, mình relax trước khi ngủ. Cái đó là về tâm lý. Rồi về ban đêm ngủ mang cái night guard. Phần thứ hai để cho nó đừng có mòn là cái đó về physical, thưa quý vị. Thì hai cái đó thì có thể sẽ giúp cho mình chống được cái bệnh mòn răng, nghiến răng. Là cái nine guard là cái tốt nhất cho cái chữa trị bệnh hay là ngăn ngừa bệnh. Cảm ơn anh Thiêm. Vậy em có cái câu hỏi là như con bé con của nhà em á, nó chừng 10 tuổi mà cái tánh của nó cũng rất là hoạt bát vui vẻ, nhưng mà buổi tối thì nó lại nghiến răng, giống như anh nói là có thể là buổi sáng nó stress. Nhưng mà theo mình để ý thì buổi sáng thấy nó vui vẻ, nó hoạt bát lắm. Thì có thể là những cái lý do khác ngoài cái việc stress nó dẫn đến cái việc nghiến răng hay không? Mình sẽ phải nói chuyện với cháu, tại vì mình không có ở với cháu 24 trên 24. Thì mặc dù là mình thấy cháu tuy là cười, tại vì cái personality của mình, hay là cái bản tánh của cháu, hay là của anh, hay là của em, hay tất cả mọi người ai cũng cười, nhưng mà trong cuộc sống nội tâm thì mình không thể nào mình thấu được cái nội tâm của họ. Mặc dù là tất cả mọi người tuy là họ happy, nhưng mà trong lòng họ có cái gì đó họ bận tâm chút xíu, họ set cái standard của họ cao,
hay là một cái gì đó thì họ sẽ có thể họ sẽ tâm sự được với mình và tất cả mọi người. Nếu em ngồi xuống, em chịu lắng nghe và em chịu hỏi đúng câu hỏi thì người ta sẽ chia sẻ với em cái vấn đề của họ ở sau lưng mà họ nghĩ là họ lo âu, nhưng mà thực sự cái đó, vấn đề đó nó cũng không có là cái lớn. Nhưng mà có nhiều người tâm lý mạnh thì người ta cho cái đó qua đi, tâm lý nhẹ thì người ta sẽ mang cái đó lên trở thành một cái vấn đề rất là lớn để cho họ phải suy nghĩ nhiều lần trong một ngày. Thí dụ như cười hiện tại bây giờ nhưng mà họ lo ok, tuần tới là birthday của bạn tôi không biết mua món quà gì cho bạn của tôi. Những em trẻ nó có những cái influence, nó những cái tâm lý mà nó lúc nào cũng muốn toàn diện hoàn hảo đối với bạn bè cùng trang lứa. Thì tại vì anh có con thì nên anh cũng thấy những đứa con nó đi nó mua những cái quà birthday cho bạn nó cả tuần lễ vậy đó, mà nó suy nghĩ cả tuần luôn. Nó làm sao mà nó suy nghĩ mua cái món quà mà người bạn nó phải thích. Thành ra nên cái đó là những cái nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể dẫn đến cho các em là nó ngồi nó ngủ tối cái nó nghiến răng mất. Rồi cái nghiến răng nó trở thành thói quen. Tại cái cơ hàm, cơ bắp nó trở thành thói quen. Thành ra nên là người lớn mình thì có thể tập yoga, người lớn mình có thể nghe nhạc. Rồi những đứa bé thì nhiều khi nó chưa biết những cái gì đó để làm cho cái tinh thần nó thoải mái trước khi nó ngủ. Thành ra nên là mình nói chuyện với con chút xíu. Nếu mà nó không có comfortable nói chuyện với cha thì nói chuyện với mẹ. Còn không có nữa thì mình nhờ em Út hay người nào mà gần gũi nhất cho những đứa con, hay là gần gũi nhất cho những người lớn tuổi. Tại vì anh thấy có những người lớn tâm lý cũng rất là yếu. Thành ra nên là nhiều khi người ta chôn giấu trong lòng. Nhưng mà nếu mà mình có cái sự gần gũi, mình đặt cái niềm tin cho họ để họ có niềm tin thì họ sẵn sàng chia sẻ với mình. So, bây giờ cái việc đầu tiên là cho những người nghiến răng, thứ nhất là tìm hiểu tại sao nghiến răng, là coi có phải là stress về tâm lý trước. Dạ, tâm lý trước, dạ. Rồi xong rồi nếu mà tâm lý mọi thứ ok thì mình xem lại có phải là bị là cái thói quen hay không. Thì nếu mà là cái thói quen rồi thì nên đi đặt mua cái night guard để mà bảo vệ nó, để cho không có bị mòn răng. Đúng rồi em. Dạ, rồi nhưng mà khi mà mình đeo cái night guard là nó giúp để bảo vệ không có mòn răng, nhưng mà nó có chữa trị là hết nghiền răng hay không? Thường là cái người mà đã nghiến răng rồi thì hầu như là 80% là họ cứ như vậy, họ tiếp tục họ nghiến răng. Và nếu họ không có biết cách để mà tập những bài tập thể dục, cũng như là không biết cách để làm cho thư giãn cái đầu óc, thì cái phần trăm nó tăng lên nặng hơn chứ nó không có đi ngược lại. Nếu mà lúc đầu mà nghiến răng hơi nhẹ nhẹ thì có thể để night guard vô thì nó sẽ không còn nghiến răng nữa. Thì tại vì nó đội lên một cái lớp bằng silicone, nó giống như silicone bằng nhựa, thì trở thành một cái thói quen không nghiến răng. Tại cái nghiến răng là cái sự căng thẳng, cái răng, cái muscle nó kéo lại. Nhưng mà tới lúc mình đeo cái guard lên thì mình giãn cái muscle ra. Cái muscle cái quai hàm đây nè, thì cái đó nó sẽ không có căng nữa, thì nó sẽ co giãn. Và mình tập cho cháu những cái bài tập giống như hả miệng ra từ từ, rồi bắt đầu cắn nhẹ từ từ trước khi đi ngủ, nhiều lần như vậy, 10 lần, 20 lần hít thở vào, xong rồi bắt đầu mới cắn nhẹ lại từ từ để cho nó cho ăn khớp, cho nó trúng khớp, chứ không phải là cắn vô đưa qua đưa lại như cái máy xay lúa. Thì cái thói quen đó sẽ tạo cho các em cái lúc băng thở, lúc mới đầu thì nó sẽ đỡ hơn. Tại vì cha mẹ thường ngủ với các con lúc nhỏ phải không? Còn lúc mà nó lớn lên khoảng 13, 14 tuổi, 20 tuổi bắt đầu trở đi là nó muốn ngủ riêng một phòng nó rồi, thì lúc đó mình phải để ý kỹ hơn. Thì hoặc là những tuổi đó rồi thì những nha sĩ họ sẽ có những cái chụp hình để họ thấy. Chứ còn lúc đó mình không ngủ kế nữa thì mình không nghe, trừ khi nào nửa đêm mình qua mình thăm chút xíu mình coi, để coi mà mình bắt gặp được cái đó thì mình mới nghe thôi. Chứ còn thôi là từ nhỏ là ngủ chung mình thì mình sẽ hiểu hơn. Dạ, mà gặp ở Mỹ thấy là cũng nhiều gia đình. Tại vì cái kiểu Việt Nam của mình thì còn ngủ chung với con cái, nhưng mà cái kiểu của Mỹ một tí xíu hay là hơi bây giờ tí xíu thì nhà đa số là cũng nhiều phòng, thì chia ra là đứa này phòng này đứa kia phòng kia, cũng ít
khi ngủ chung với con, giống như Rachel là cũng tuần cố gắng ngủ với nó chừng 2 ngày, 3 ngày chứ không phải là ngủ hết mọi ngày. Cho nên là cũng khó biết thì thường thường thì quý vị như thế nào. Sẵn để lại bình luận dưới đây quý vị ngủ chung với con hay ngủ riêng. Và trong cái tình trạng mà bị nghiến răng thì quý vị có để ý kỹ hay không? Dạ rồi, bây giờ thì một cái câu hỏi nữa Rachel hỏi là bây giờ ví dụ một người đi đến văn phòng nha khoa để mà đặt làm cái NIGO thì cái step nó là như thế nào ạ? Cái step nó rất đơn giản, có hai hình thức. Một hình thức mới là như văn phòng đang làm là dùng cái máy scan. Có nhiều hãng khác nhau, nhiều hiệu khác nhau thì cái máy scan này sẽ để vào miệng, gọi là intraoral scan. Thì họ cái máy này sẽ scan vô 3 chiều ở trong cái răng của mình để biết được cái hàm răng của mình bên trái bên phải bao nhiêu cái răng và cái vị trí của cái răng là cái gì. Thì bắt đầu mới gửi ra phòng lab ở phía sau để người ta design. Design xong rồi bắt đầu mới đưa qua cái máy để mà nó chế ra những cái NIGOT đó. Hoặc là mình lấy impression. Cái impression là lấy dấu răng. Giống như thời xưa đến giờ thì có những cái chất nhựa để mà để vô trong một cái máng. Thì bắt đầu để cho bệnh nhân cắn lên. Thì cắn lên thì chờ cho chất nhựa nó khô. Khô thì nó sẽ để lại những cái dấu răng và những cái nướu răng, những cái hình của cái răng của người đó. Rồi bắt đầu sẽ đúc ra cái stone. Đúc ra stone là cái giống như là cái đất sét của mình vậy đó. Thì sau khi đúc cái đất sét xong rồi bắt đầu chế lên những cái NIGOT đó cho quý vị. Thì cái đó làm trong vòng nhiều khi trong vòng một ngày cũng được, hoặc là nửa ngày, hoặc là mấy ngày cũng được, tùy theo chất liệu mình muốn dùng. Quý vị có thể có ngay trong một ngày. Nếu mà quý vị lại những văn phòng mà họ từng làm những cái họ có phòng laboratory ở trong nhà. Còn nếu làm kỹ hơn, khó hơn hay là tốt hơn, bền hơn thì có thể những phòng nha khoa đó họ gửi ra ngoài. Thì họ gửi ra ngoài thì tới cả tuần lễ mới trở lại được cho quý vị. Cái NIGOT không cần phải chất liệu quá tốt, miễn sao bảo vệ cái răng mình thôi, chứ không cần phải tốn quá nhiều tiền để mà làm một cái thiệt đẹp hay là thiệt tốt. Tại vì ban đêm mình ngủ rồi, cũng cần đơn giản thôi, để cho nó đừng có cộm cái miệng mình quá. Cái lúc mình ngủ mà mình cộm cái miệng mình quá thì nhiều khi nước miếng của mình nó sẽ tạo ra cái nó dễ dãi cho cái sự nước miếng nó ra. Mà nước miếng ra thì mình phải nuốt nhiều lần trong ban đêm, lúc mình ngủ thì nó cũng không tốt. Nên tùy theo cái lúc mà quý vị đi lại văn phòng nha khoa đó và nha sĩ đó sẽ khuyên quý vị nên lấy cái loại nào. Vậy bây giờ mình nói đến là cái nha khoa của anh, cái trung tâm nha khoa của anh, tại vì em đã đến rồi và nó rất là lớn. Quý vị biết đất ở bên Cali cũng mắc, cho nên nó thường thường em thấy là những cái nha khoa khác thì nó chỉ cái văn phòng nhỏ thôi, nhưng mà của anh là hầu như gấp đôi hoặc gấp ba người ta. Thì chỗ của anh là có cái phòng lab đúng không? Yes. Chỗ anh chế liền tại chỗ những cái NIGOT. Những cái denture cũng như những cái sứ tại chỗ. Sứ, những cái sứ mà cần phải gắn vô những cái răng cối hay này kia đâu đó, không cần phải màu. Còn nếu mà những cái răng sứ ở đằng trước thì nó sẽ phải tốn thời gian nhiều hơn, phải matching color, cho nên nó sẽ take thời gian lâu hơn. Vậy thí dụ như những người nào mà ở ngay ở miền Nam Cali đi đến văn phòng thì rất là dễ rồi, có thể là dù bữa nay chiều lấy hoặc ngày mai lấy. Còn thí dụ những người mà ở xa, người ta tới đó người ta chơi, thì ví dụ như là hẹn sớm 9-10 giờ người ta vào thì tới chiều trở lại lấy cái NIGO này thì có được hay không? Được em. Thí dụ như một số bệnh nhân niềng răng đi. Thì lẽ ra phải có cái retainer. Đúng. Thì cái retainer nó chất liệu nó tốt hơn, nó sẽ giữ cái răng đó. Thì tụi anh cũng chế cả retainer nữa, thành ra nên để cho nó giữ lại những cái răng mà ta đã niềng răng rồi. Còn cái NIGOT đấy thì nó dễ chế hơn, nó không khó khăn gì nhiều. Thì các anh chị em chế trong vòng 30 phút tới 1 tiếng cũng được rồi. Nhưng mà mình muốn cho nó cho bệnh nhân đeo vào thử coi cái lúc mình cắn vô có đụng những cái nướu không. Tại vì nhiều khi nó đụng vô nướu thì nó feel uncomfortable, lúc buổi tối nó đau, nó cộm nướu. Thành ra nên mình phải trim lại, mình cắt lại chút xíu để cho nó vừa đủ để nó giữ thôi. Dạ, hiểu rồi. Thưa với quý vị là anh Thi mình nói thì Rachel dễ hiểu là tại vì chính bản thân của mình có niềng răng, thì sau cái thời gian mình niềng răng xong đó thì mình sẽ có cái retainer mỗi tối mình đeo vô để cho cái răng của mình nó khỏi hở ra.
thì thường mình làm cái retain là như vậy nó sẽ tốn công hơn và nó phải kỹ, nó từng ly từng tí từng nấc. Còn cái Nigo giống như quý vị nghe nói rằng, nghe anh Tim chia sẻ là nó không có khó bằng cái kia, mà ở văn phòng của anh Tim là có làm luôn cái retainer thì cái Nigo thì quá dễ rồi, ý anh là như vậy đúng không? Dạ đúng, tại vì cái Nigo nó chỉ có là chống nghiến răng thôi. Và nó giữ cái răng mình nó theo khuôn khổ nó chút xíu. Còn retainer có nghĩa là nó giữ chắc từng cái răng đi đúng theo vị trí của nó, không được xê xích, và nó cái chất liệu của nó cứng hơn để chi nó giữ cái răng đừng có di chuyển. Yeah. Hai cái khác nhau nhưng mà cái kia khó mình cũng không làm được, nên cái này thì nó dễ, đơn giản hơn, nó rẻ tiền hơn nhiều. Rồi sẵn anh nói mày rẻ tiền thì tại vì thường hỏi thì hỏi luôn cho nó trọn bộ. Ví dụ như trung bình là cái tùy theo cái độ khó, em nghĩ là vậy ha, thì trung bình một cái Nigo như vậy là đeo được khoảng bao lâu và giá nó khoảng bao nhiêu tiền? Ăn thua cái người nghiến răng, người ta nghiến mạnh hay nhẹ. Nếu mà người ta nghiến thường thôi thì cái Nigo có thể xài được 3 tháng. Nếu mà người ta nghiến 6 tháng. Còn cái người mà nghiến răng nhiều quá nhiều khi 3 tháng hoặc là 1 tuần lễ, nếu mà có nhiều người có cái khớp cắn rất là mạnh. Tại cái lực cắn của mình là tới cả từ 100 pound tên lên tới 200 pound tùy theo cái trọng lượng của con người đó. Cái trọng lượng đó, nó mạnh cho nên cái khớp cắn của họ rất là mạnh. Thì cái Nigo thì anh không có biết chính xác cái tiền cho nên là chắc là anh phải để cái lời bình luận ở dưới, nhưng mà anh biết cái nó rẻ, nó dễ làm hơn cái kia rất là nhiều. Thành ra nên là nhiều khi ở đây anh cũng có tặng cho khách hàng nữa, thành ra nên nó không có phải là cái vấn đề mất tiền nhiều về cái Nigo. Chỉ là giống như vàng chắc anh nghĩ cỡ khoảng 100 đồng không tới, hay là cỡ 100 đồng thôi, nhưng mà thôi để cho anh có cái bình luận ở dưới comment ở dưới đi, chứ anh nhiều khi anh không có để ý về vấn đề tiền bạc, không biết tại sao nữa. Dạ hiểu rồi. Nhưng mà tóm lại là nó không có mắc, có nghĩa là trên dưới 100-200 là quá rồi, cỡ đó chứ không phải là tiền ngàn, cho nên là ok. Rồi em hiểu rồi. Vậy là cái Nigo đó là tùy theo cái độ cắn của một người. Nếu mà họ cắn nhiều quá thì nó mòn sớm thì họ phải đi đổi cái mới. Còn người nào mà cắn hơi hơi thì không sao, xài được lâu hơn thì ăn thua lúc nào nó mòn thì mình đi làm cái mới thôi. Đúng rồi. Ok thôi, vậy cũng tiện. Là tại vì qua những cái chương trình y khoa thì em thấy có nhiều người hỏi, người ta rất là lo lắng đó. Bây giờ con của tôi nó niềng răng, nó nghiến răng như vậy, tôi sợ quá không biết làm gì. Rồi em cũng thấy có một số người để lại lời khuyên là cái kiểu truyền thống là cứ giả vào mỏ. Anh nghĩ sao? Rất là thú vị khi nghe nói như vậy. Thì nói chung là cái đó là tạm thời thôi quý vị, giống như một mình ngủ kế bên một người mà đang mớ, thí dụ vậy đi ha, thì mình nghĩ là người ta đang mớ, có nghĩa là có thể là trong một cái nightmare hay là một cái giấc mơ mà người ta bị ma rượt, ma đuổi, thí dụ như hồi nhỏ mình nghĩ là chắc chạy không kịp cái gì đó rồi nên mới ngồi ớ. Thì thưa quý vị, thì mình có thể lung lay người đó nhưng mà nó chỉ là tạm bợ thôi. Mình vẫn muốn cái này gói. Nó có sẵn ở trong miệng của người ta thì nó sẽ không có tạo những cái âm thanh ken két ở ban đêm. Thì nó tốt hơn, tại nó không tốn tiền nhiều. Còn nếu mà cái lúc nào ông dậy ngủ mà cứ bị tán hoài như vậy chắc đang ngủ ngon mà thức dậy chắc cũng thôi cãi lộn nhau. Với lại có cái là cũng tội nghiệp người ta, là tại vì khi mà mình ngủ đâu có biết đâu, có nghĩa là ở trong cái tiềm thức của mình làm như cái, vậy cái trí não của họ nó control cái muscle của con người lúc đó. Cho nên là nó mới có tạo ra chữ cái âm thanh muscle nó kia nghiến lại, nó đưa qua đưa lại. Nhưng mà không biết là cái việc mà đánh như vậy nó có giúp đỡ được không ta? Em biết là nó đau, nó hơi tàn nhẫn nhưng mà nó có giúp đỡ được không? Chắc nó cũng như trở về vị trí cũ khi mà người ta ngủ lại say, trong những giấc say, chứ không phải là nó sẽ hết hẳn hoàn toàn 100%. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đó, quý vị nghe ngày hôm nay liên quan đến chủ đề ngủ nghiến răng và Nigo nha. Và nếu mà quý vị còn những cái câu hỏi gì nữa mà chính ở trong gia đình của quý vị thấy, và cái câu hỏi đó Rachel chưa đặt ở đây, thì quý vị cứ để lại bình luận dưới đây. Còn bây giờ thì không biết còn gì anh muốn cộng thêm về cái đề tài này trước khi mà em có vài cái câu bình luận và cũng như câu hỏi của quý vị khán giả không? Dạ thưa quý vị, thì mình nên đi hàng năm, và nên chắc bác sĩ, nha sĩ cũng sẽ nói với mình, tại vì cái răng mà nó bị nghiến thì nó sẽ mòn ngay, sẽ thấy. Còn nếu những cái triệu chứng nó chưa mòn mà triệu chứng mà có nghiến răng rồi mà mình nghe, mình hiểu, mình biết được là người đó có, thì mình nên nói với nha sĩ biết để nha sĩ để ý hơn chút xíu nữa. Hoặc là có những biện pháp mà
ngăn ngừa nó càng sớm càng tốt cho con em. Xin chúc cho con em cũng như quý vị có những giấc ngủ ngon, không có phải nghiến răng. Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh. Và bây giờ thì có vài cái bình luận cũng không hẳn câu hỏi nha. Cái câu này thấy cũng dễ thương. Rồi có cái câu này của người tên là Tiến Dương. Thì cái người này đó nói là nhờ anh Tim Đỗ em đã làm implant tại Úc, tại người này sống bên Úc. Giá một cái răng cối là 5.000 đô, bảo hành suốt đời, rất cảm ơn cho chương trình. Bác sĩ người Việt tên là Dustin Tiến Phạm. À thì nhiều khi đó anh ở bên Cali anh làm chương trình như vậy, nhưng mà đồng thời anh cũng giúp được cho đồng hương khắp mọi nơi. Tại vì người ta nghe qua chương trình rồi người ta nói tôi cần phải đi làm. Dạ, thưa cảm ơn chị. Thì cái răng implant đó thì nhiều chỗ, nhiều nơi khác nhau ăn thua cái giá. Thì mình nên làm những cái răng implant nó cho tốt chút xíu, tại vì cái đó là cái titanium nó vô trong người của mình. Thì mình nên làm cái răng tốt, lý do là cái chất xương của mình nó sẽ bám vô lại cái những cái titanium tốt đó. Còn nếu mà những cái titanium nó không tốt thì mình sẽ thấy cái hậu quả của cái răng nó sẽ không có ở với mình lâu dài. Thì lúc đó mình gỡ ra sẽ tốn tiền nhiều hơn, mà mình mất xương sẽ... Cái về nói về implant thì cái mất xương là cái chuyện mà hầu như là xảy ra trong 5 năm. Thành ra nên nếu mà quý vị nói chuyện, nếu quý vị mà được nghe về bảo hiểm warranty, có nghĩa là trọn đời đó, thì thưa quý vị, trọn đời cho cái cây implant thôi nhá. Còn răng của mình, xương của mình là đó là do mình bảo vệ, nó là do chính bản thân của người bệnh nhân đó clean răng cho sạch, hoặc là đi làm răng cho sạch từ nha khoa. Thì cái tốc độ giảm hay là mất xương của những người trẻ nó sẽ lâu hơn, và của người già nó rất là nhanh. Thành ra nên nghe cái chữ trọn đời Thêm thấy nó không có được chính xác cho mấy. Thêm không nói bác sĩ nào, người nào ở đâu hay là loại implant gì, nhưng trọn đời chỉ là cái cây trụ implant thôi. Chứ trọn đời không phải là cây implant nằm trong cái miệng của mình, nằm trong cái xương của mình. Tại vì có thể có người 5 năm đã bị hư, thể có người 20 năm bị hư. Thì cái chữ trọn đời, nếu mà cái người đó 60 tuổi, người ta sống mới có 75 tuổi, người ta không có xài nữa thì có nghĩa là cũng trọn đời. Còn nếu mà người đó 20 tuổi mà gắn cái cây implant đó chỉ có 10 năm, 20 năm thôi, thì người ta còn sống lại 40 năm thì cái đó nó không phải là trọn đời. Tại vì lúc đó cái răng implant nó có thể phải bị hư để mà gắn lại, đắp xương lại. Bản thân của Tim đang có một cây implant và nó cũng bị tụt nú, tụt xương chút xíu. Trong vòng 5 năm thì nó có tốc độ đó. Thành ra nên là sẵn ở đây, sẵn chia sẻ quý vị luôn, cẩn thận cái chữ trọn đời. Và nên để ý về vấn đề tụt xương. Và cái triệu chứng mà mình cần phải để ý cho những người làm implant thì nên núp cái miệng mình ngay chỗ đó, mà mình cảm giác được nước miếng nó có mùi, hay là những cái gì nó có mùi hoặc nó đau đau hơi, và nó lung lay, những cái chỗ đó là mình phải đi ngay nha sĩ. Nếu mà mình chưa có đi trong vòng 5 năm là mình đã quá sai rồi, mỗi năm mình phải đi. Còn không thôi thì trong sau 5 năm đó thì tự động cây implant đó, mình giật cái cây implant đó với cái sứ dăng ra khỏi chỗ nó luôn cũng được. Thành ra nên rất cẩn thận, Thêm muốn chia sẻ thôi, với Thêm không có muốn làm cho quý vị sợ. Nhưng mà quý vị đã xài tiền rồi thì mình nên bảo vệ nó, tại vì cái răng nguyên thủy của mình mà nó còn không ở với mình lúc đầu thì dĩ nhiên là cái cây implant nó không thể nào tốt hơn cái cây răng nguyên thủy. Thêm chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Thêm rất quý quý vị, nhưng mà mình nên hiểu biết chút xíu về vấn đề đó, về vấn đề trọn đời, về vấn đề những cái nơi mà ấy, thì quý vị nên biết cái chữ trọn đời là cái gì, chứ không phải là người ta nói sai. Nhưng mà người ta nói thì cái chữ trọn đời nó là cây implant đó, chứ không phải là chồng cái implant vô miệng mình rồi đâu nha. Dạ. Dạ rồi. Và bình luận khác của người tên là Ngọc Nguyễn, thì cái người này hỏi về răng khôn. Nhờ Rachel hỏi anh Tim Đỗ, răng hàm cuối cùng, có người còn gọi là răng khôn, thì có cần phải nhổ không? Bác sĩ nói là răng mọc nằm ngang cần nhổ, mà cháu nhỏ mới 18 tuổi. Và thêm một câu hỏi nữa, những bề mặt của răng cối không được bằng phẳng, bác sĩ nói là cần trám cho mặt trên răng, nếu để lâu ngày thì sẽ bị động bám. Cháu 14 tuổi, xin CEO Tim Đỗ cho ý kiến ạ. Cảm ơn Rachel và Tim Đỗ, chúc luôn được mạnh khỏe và bằng ai. Cảm ơn chị Ngọc đã đặt câu hỏi. Trước hết là phải chụp hình x-ray thì chị đã cho cháu chụp rồi. Thì nếu cái cây implant mà nó mọc nằm ngang để nó chỏi với cái cây răng đứng lên bình thường, thì nó nếu nó chưa đụng
Và nếu nó chưa có nằm lên trên, nó chưa có lòi lên trên xương mà nó nằm ở trong, nhiều khi có những cái khe đó thì Thêm thấy trong thời gian qua là có thể không mổ, tại vì nó không ảnh hưởng tới cái răng kế bên và nó sẽ nằm đó luôn, nó trở thành một cái giống như một cái xương cứng của mình. Còn nếu mà cái răng đó nó càng, cháu càng lớn lên, cái răng implant nó tới 23, 24 tuổi, có nhiều người nhổ răng, răng khôn nó chậm đi vì cái răng đó nó mọc từ từ, nó đẩy cái răng molar thứ hai là second molar đó, thì cái răng molar kia thì nó đẩy, là cái răng cối kia nó đẩy cái răng cối kế bên, thì phải nhổ, bác sĩ nói là phải nhổ, mà nhiều khi nó chưa có mọc lên trên mặt của cái xương, bác sĩ cũng phải mổ cái xương ra để lấy cái, cắt cái răng đó nhỏ đó, từng miếng để lấy nó ra, xong rồi phải đắp xương lại hoặc là có thể không cần đắp xương. Thì trong trường hợp đó cũng đã có, và có một số là răng implant, răng khôn của các cháu nó mọc lên luôn trên cái bề xương, nó vừa lòi lên nú, răng ở trên cắn xuống cái nú thì nó dập, thì nó sẽ tạo ra nhiễm trùng rất là dễ. Thành ra lúc đó thì các cháu cảm thấy đau, cảm thấy những cái cảm giác nó không có được, nó không có được bình thường, thì lúc đó cũng phải đi mổ. Thì trong những trường hợp này thì nên nghe lời những nha sĩ mà đã khuyên mình. Còn về vấn đề mà đắp cái composite lên những cái bề mặt của cái răng, thì có những cái răng cối nó có cái hoa văn của cái răng nó rất là sâu, và những cái răng đó nó lỡ nó có triệu chứng bị nứt hoặc là bị sâu ăn răng, hay là có những cái lằn đen là nó chuẩn bị nó có những cái triệu chứng sâu sau này, thì có những trường hợp đó phải phải clean, những bác sĩ nha sĩ phải clean cho sạch cái những cái chỗ vết dơ đó rồi đắp composite lên, để chi để cho bảo vệ cái răng cối đó nó xài lâu hơn. Còn nếu mà mình không đi hàng năm, thí dụ như trong trường hợp đó thì những cái lằn đen nó càng sâu hơn thì nó càng ăn sâu xuống, giống như nước mà nó thấm vô cái chocolate và cái chót vậy đó, cái chót là cái cây phấn, quý vị nhỏ một giọt vô thì cái cây phấn nó, cái sự cứng của nó không còn cứng nữa, thì nó mềm đi, thì lúc đó cái xương cái răng của mình nó sẽ bị sâu răng và nó sẽ ê buốt, nó vô tới tủy, thì mình không muốn trường hợp đó. Thì Thêm khuyên chị là nếu chị không có comfortable thì chị có thể đi second opinion, đi thêm một người nữa, để tìm hiểu, chị sẽ hiểu rõ hơn, hai người cho chị một cái hình thức giải pháp khác nhau. Dạ, cảm ơn chị. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Câu hỏi kế tiếp của một người tên là Xinh Xinh. Chào anh Tim và cô Rachel, cho em hỏi, em có làm cầu răng 20 năm trước. Bây giờ cầu răng này bị hở, em muốn làm lại. Vậy nếu qua văn phòng của anh làm thì thời gian bao lâu thì xong? Em ở tiểu bang khác, cầu răng của em 6 cái, 4 cái, còn chân răng 2 cái kia đã nhổ rồi. Xin anh cho em biết thêm về cầu răng. Cảm ơn anh Thiên và cô Rachel. Dạ, thưa chị Xinh Xinh, thì nói về cầu răng, thì mình làm cầu răng thì có thể mình cầu răng mình làm trên cái implant, hai cái chân implant, tại vì mình mất hai cái răng, thí dụ vậy, hoặc là làm cầu răng trên những cái răng thật mà phải mài đi để làm cái răng trụ ở dưới để đắp nguyên cái cầu răng lên, mà hai đầu là giống như sứ, thì ăn thua cái vị trí của những cái răng mất nó nằm chỗ nào. Thì thưa chị, thì thường á là nếu mà mình mất răng thì cái xương của mình nó sẽ bị teo, mà nếu cái kỹ thuật ngày xưa hay là những bác sĩ nha sĩ họ không có xương để đắp, còn bên văn phòng chúng tôi thì lúc nào cũng phải nhổ răng, thì lúc nào cũng cho quý vị hiểu, hay là khách hàng hay là bệnh nhân đó hiểu là cái đắp xương nó rất quan trọng, tại vì nó không muốn cái trường hợp này xảy ra, tại vì nếu mà cái xương nó bị teo đi và nó sẽ hở những cái chân răng ở dưới của những cái răng đó, thì đồ ăn nó sẽ nhét vào, nước miếng nó sẽ ở đó nhiều hơn, mùi hôi thối sẽ nhiều hơn, và nhiễm trùng, cơ hội nhiễm trùng nhiều hơn, và vấn đề thẩm mỹ cũng nhiều, cũng sẽ có xảy ra là mình sẽ nhìn méo mặt, cái mặt mình hóp vô chỗ đó nhiều hơn là cái mặt ở bên kia có đầy răng. Có ba bốn cái trường hợp nó sẽ xảy ra đối với mình không được được hay hơn. Thành ra nên trong trường hợp của chị thì chị phải đến văn phòng nha khoa để mà chụp hình X-ray để có một cái plan tốt hơn cho chị. Trong trường hợp này thêm con có được nhìn rõ thì không có biết là nó sẽ như thế nào, mất xương bao lâu và nhiều bao nhiêu ít, thì những nha sĩ ở văn phòng chúng tôi sẽ giúp cho chị để mà tư vấn một cách tốt hơn để mà cho cái răng của mình nó không còn bị cái chịu cái mất xương nhiều hơn cho tương lai nữa, tại vì
xương của con người mình càng ngày càng mất xương thưa chị. Dạ rồi. Cảm ơn anh Thiêm, cảm ơn tất cả quý vị. Hy vọng rằng là trong cái chương trình này anh Thiêm đã chia sẻ cho quý vị rất là kỹ lưỡng về ngủ nghiến răng và cũng như cái nai co, và đồng thời trả lời một vài cái câu hỏi cho quý vị nha. Nếu mà quý vị còn những câu hỏi gì nữa thì quý vị cứ để lại bình luận dưới đây, rồi trong những cái video kế tiếp chúng tôi sẽ mang những cái câu hỏi đó lên đặt cho anh Thiêm Đỗ. Không biết còn gì anh muốn cộng thêm trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình hay không? Cảm ơn em, hôm nay đã điều hợp chương trình, anh cũng được cơ hội để trả lời một số câu hỏi cũng như là được chia sẻ về một số kiến thức mà anh được học. Thì xin cảm ơn quý vị cũng như chúc quý vị có một ngày vui, cũng như là một lần nữa chúc quý vị có những giấc ngủ ngon, không cần phải nghiến răng vì có nai rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Chúc quý vị ngày vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại cho những video sau. Bye bye nào. Dạ, xin chào quý vị.